Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra thực hiện quyết định quản lý hành lang giao thông đường bộ tại huyện Thọ Xuân. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện lộ trình xóa lối đi dân sinh qua đường sắt. Sáng nay ngày 30 tháng 11, Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra việc thực hiện quyết định số 4455 của Ủy ban dân tỉnh về quy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ tại huyện Thọ Xuân. Thực hiện quyết định 4455 của Ủy ban dân tỉnh, huyện Thọ Xuân đã phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ, lực lượng thanh tra giao thông tăng cường công tác quản lý lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ, phát hiện 75 vụ vi phạm. Đến nay, huyện đã giải quyết xong 41 vụ. Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban dân huyện Thọ Xuân tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phối hợp quản lý vỉa hè, lòng đường, hành lang giao thông, yêu cầu các xã tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định hành lang giao thông đường bộ cho cá nhân, tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tập kết cát trong phạm vi hành lang thoát lũ đang diễn ra phổ biến dọc trên tuyến sông Lạch Trường, đoạn qua phường Tào Xuyên và xã Hoàng Lý, thành phố Thanh Hóa. Theo quy định, khoảng cách phạm vi hành lang thoát lũ tối thiểu 100m tính từ chân cầu. Thế nhưng, ngay sát với chân cầu đường sắt và cầu đường bộ Tào Xuyên đang có 4 bãi tập kết cát. Nếu xảy ra mưa lũ, việc tập kết cát trái phép này sẽ gây ngập úng cục bộ và cản trở dòng chảy, gây thiệt hại lớn về người và của. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 65 của Chính phủ về thực hiện một số điều của luật đường sắt năm 2017 quy định, đến năm 2025, trên cả nước sẽ xóa bỏ hoàn toàn lối đi dân sinh qua đường sắt. Theo đó, Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa và chính quyền nơi có tuyến đường sắt thống nhất chạy qua đã nỗ lực triển khai các giải pháp đóng lối đi dân sinh qua đường sắt. Thế nhưng, một bộ phận người dân thì vẫn bất chấp quy định, giữ thói quen đi lại tại các lối đi dân sinh. Đi bộ, dắt xe đạp, thậm chí là vác xe trên vai là hình ảnh diễn ra khá phổ biến tại lối đi dân sinh thôn Trinh Hà, xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa. Được biết, nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn tại lối đi dân sinh qua đường sắt, năm 2017, Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã phối hợp với Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa, chính quyền xã Hoàng Trung đóng lối đi dân sinh tự mở trên. Dù quyết định đã hơn một năm, nhưng hiện tại người dân thì vẫn cố tình đi lại trên lối đi này, trong khi cách đó chưa đến 150m là đường gom qua đường sắt. Cái nhận thức của nhân dân thì vẫn muốn là đi như thế nào đó cho gần nhất và nhanh nhất. Và rồi cũng không muốn rằng là để cái đường của mình mà bị đóng đi về trước cái cổng làng. Cho nên thì cái này thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền để nhân dân nhận rõ được cái vấn đề về chấp hành đúng về cái luật giao thông. Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa, đơn vị được giao quản lý tuyến đường sắt thống nhất qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ đầu năm đến nay, công ty đã phối hợp với chính quyền các xã nhưng chỉ đóng được 13 lối đi dân sinh, vẫn còn tồn tại 115 lối đi dân sinh tự mở qua đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn. Ngành đường sắt rất mong được sự ủng hộ của chính quyền địa phương các cấp nơi có đường sắt đi qua trong cái việc mà tuyên truyền và vận động thông qua các cái tổ chức như là tổ chức về chi bộ đảng, rồi hội liên hiệp phụ nữ, rồi các trường học, rồi tuyên truyền bằng cái hệ thống loa phóng thanh của xã để làm sao để tất cả mọi người dân hiểu được cái mục đích, vai trò quan trọng của cái việc mà tự mở cái đi qua cái đường ngang và cũng như là tái lấn chiếm. Đã đến lúc Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa sớm có biện pháp kiên quyết xây dựng rào chắn, đồng thời quy trách nhiệm người đứng đầu các địa phương nếu để phát sinh lối đi dân sinh tự mở. Bên cạnh đó, chính quyền sở tại, nơi đang tồn tại các lối đi dân sinh, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, nâng cao ý thức chấp hành các quy định luật đường sắt, tránh phát sinh thêm các lối đi dân sinh, tiến tới xóa bỏ toàn bộ các lối đi dân sinh qua đường sắt. Chương trình An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.